Hôm nay thì anh Tiên Tràng Lùng có mà chị ở Sài Gòn tặng cho một bịch quà cưới bự nha. Xách lên anh Tiên. Đây là cho. Thì, em gửi tặng anh Tiên luôn ha. Dạ. Thì cái món quà này từ chị gái Mộng Nhi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì Mộng Nhi để mà cho hai vợ chồng anh chính thức có một cái lễ cưới ra mắt hai họ giữa bên cha mẹ chồng và cha mẹ vợ. Thì anh có cái lời nào để mà cảm ơn chị Mộng Nhi không anh Tiên? Cảm ơn chị Mộng Nhi cho buổi sáng làm ăn phát tài, tiền vô cái ký cho sức khỏe làm ăn. Cho em làm ơn cưới hai vợ, em chúc chị khỏe. Rồi chị Quyền. Em cảm ơn chị Mộng Nhi để cho em một lời đám cưới. Món quà cưới. Món quà cưới để chị Mộng Nhi làm ăn phát tài. Rồi hai con nè. Rồi. Sau những lời cảm ơn chân thành từ gia đình thì chính thức anh Tiên cùng với chị Quyền và hai con nhỏ sẽ vào cưới quà. Một món quà cưới bắt đầu. Rồi. Vỗ tay luôn. Không biết lần này cô có anh Tiên không nữa nè, lần thứ 7 nha. Không, lần này chắc có rồi đó. Còn cưới mà. Chà, coi chừng có vàng ở trống không nha. Có chưa. Đang hồi hộp đó nha. Ủa ví dụ có vàng trống đeo không anh Tiên? Vàng cả đó. Vàng cho đó, vàng thiệt đó. Không, hỗ trợ cho anh Tiên đi. Hỗ trợ cho chị Quyền đây, là chị hỗ trợ đi. Đây thằng vàng thì không dám đeo đâu. Anh Tiên, hết trái đeo vàng hả? Ví dụ có vàng thiệt đeo chứ không mới gì không đeo. Là người ta cho cũng không dám đeo luôn. Chạy luôn. Hồi sáng hồi mấy nữa hả? Thì bên trong có quà gồm những gì thì mời cô chú chị mình hãy xem từng công đoạn nha. Quà gói kỹ quá. Quà chắc đặc biệt nè, gói kỹ. Quà cưới mà áo cưới rồi áo quét chẳng á. Cô qua đây luôn đi chị Quyền. Ừ đúng rồi. Coi từ nha. 10 phút hồi hộp nha, coi quà cưới là gì nha. Chị Quyền cũng đang nôn nóng nha. Tiên nôn hơn. Đó giờ chưa được ai tặng. Mà không có nữa thì thua luôn. Nôn quá kỹ luôn. Đừng cắt đứt vàng nha. Rồi khui. Rồi lấy cái bao ra luôn đi anh Tiên. Đóng luôn. Lấy cái bao luôn đi. Cái bao ra nè. Lấy cái bao ra trước đi. Bỏ dưới luôn đi, bỏ dưới đất luôn đi. Rồi đây. Rồi bỏ dưới đất đi. Rồi chờ cái bọc quà luôn chị. Cái này như là có phần hết anh em bọc riêng hết cô chú chị. Sẽ có từng phần hết á. Dép này của anh Tiên hay của ai đây? Dép rồi đó. Đâu lấy dép ra trước rồi. Khui cho dép ra trước rồi. Dép coi dép gì. Dép coi dép gì. Dép này anh Tiên mang vừa rồi. Rồi dép của hai cháu rồi. Vậy là mặc cho tới ngày cưới nha. Rồi đâu con thử luôn coi hai con nè. Có vừa không? Dép này chắc lớn mới mang rồi, lớn mới mang được. Không sao, để đi nữa bự lên mang. Rồi. Có mặc cho ngày cưới. Có khi làm cưới mà. Có ngày cưới mang vừa luôn á. Dép của anh Tiên kìa. Rồi tiếp tục đi chị Quyền. Vừa vừa. Đâu mang thử rồi con, mang thử rồi. Vừa. Hai con đứng lên mang thử rồi nè. Nó có quay ra ấy cái sao mà. Vừa nghe. Vừa. Quyền đứng lên con, đứng lên mang thử rồi. Vừa. Đâu Quyền đâu coi. Con dêm anh đây nè. Để xuống qua đây nè Quyền. Chưa dám đi. Vừa nghe. Quá đẹp rồi. Tại có dây nha. Rồi tiếp tục đi. Từ ra. Cái bọc đen đó trước đi. Bọc đen đây là gì? 100 triệu. Ngồi xuống con. Đang hồi hộp. Hồi hộp nghe, bọc đen nguy hiểm nha. Từ từ đây, từ từ. Đang hồi hộp nha. Hồi hộp nha. Đó. Thôi thôi nó được khóc. Cũng sẽ hiện ra. Rồi. Ái dục. Cái gì vậy? Coi đứa coi. Coi cái màu đen cho ta. Đi mập, đồ đi mập. Rồi ba cái Su chen. Ba cái là đồ cờ riêng của chị Quyền nha. Rồi tiếp tục. Em giáp. Rồi tiếp tục. Đổ cho coi. Rồi đó, rồi. Rồi, có Tiên nè. Rồi, này có Tiên nè. Ồ, 7 cuối cùng có áo nè. Rồi,
Rồi chồng vô luôn. Thử quần coi, xuống thử quần coi. Mặc luôn. Xuống thử quần anh đi. Ngược rồi, ngược, ngược. Ngược, ngược. Ừ, ngược rồi. Khoan từ từ con để cha, thay cha thử đồ cái. Rồi xuống luôn. Bỏ quần là vừa luôn. Thích luôn. Thích luôn á. Vì cái đầm luôn rồi. Rồi. Ok. Rồi, mặc luôn đi, ngồi vậy luôn. Mặc luôn, rồi áo luôn. Áo luôn kìa. Được rồi. Rồi áo khỏi trần. Rồi giờ tiếp tục nè, cái túi màu hồng đó coi. Tiếp tục rồi. Đó chắc cô vợ quá. Túi màu hồng. Chà, đồ này đẹp nữa nha. Chắc cái ví quá. Kéo đâu ở. Coi đây. Lấy từ từ ra coi. Chuối rất là ngăn nắp nha mọi người. Đâu. Rồi, bánh kẹo. Đây là kẹo. Bánh kẹo cho hai cháu ha. Kẹo, kẹo, bánh. Rồi, cảm ơn đi con. Để gì nữa. Gì nữa. Ồ. Đồ của con nhỏ. Đồ của con nhỏ. Đồ của bé Út rồi. Út, Út. Đồ của bé Út. Để ngoài luôn. Ồ, bự á, này bự à. Để ra coi thử đi. Rồi, có hai đứa này quá. Thôi rồi, có hai cái này rồi. La bu bu luôn kìa. Rồi. Này quyền với viên luôn. Rồi, chồng quyền với viên luôn. Mặc vô luôn. Đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Chồng vô luôn. Rồi, cái viên của viên thái với đồ đẹp nè. Rồi. Quá đẹp. Đó, quá đẹp rồi. Đâu quyền với viên chồng luôn coi coi coi. Mặc vô luôn coi. Mặc luôn, la bu bu luôn. Thích màu quá rồi. Rồi con nó hợp thùng giấy gì rồi, chà bá nó kìa. Rồi. Đó, thử nó rồi. Giây phút chờ đợi nha, mặc áo đi con. Đẹp rồi. Có tiền không? Có để về nha, tiền chứ không? Kìa, đứng lên luôn, đứng lên. Đó. Rồi kéo lại, kéo áo xuống cho nó chứ Quyền. Vừa khích luôn. Đó, rồi, quay lại coi, quay vào coi. Để Quyền. Hai đứa cũng kéo lên luôn. Xích luôn. Quá đẹp. Rồi. Để Quyền. Rồi vào luôn. La bùm bùm được luôn. Rồi luôn. Quyền bộ luôn. Này mặc đồ cưới, mặc đồ chuẩn bị đi đám cưới cha mẹ luôn. Dạ, bộ này là đám cưới mặc nha. Được rồi, đi đám cưới mặc nha. Không có mặc ở nhà. Ừ. Vậy chứ ngồi nó lấy bận rồi, nó phải bận đồ mới lắm. Chừa lại khi nào đám cưới ha mặc cho con. Quá đẹp. Quá đẹp luôn, màu xanh màu vàng. Tiền lớn tiền nhỏ đâu. Tiền nhỏ tiền bếp, lát xóa không thôi. Rồi, cái thùng tiếp tục coi. Cái thùng coi. Gì đây? Lấy cái thùng đi, thùng nữa đó. Còn 3 bóng bệnh nữa. Chà nặng à. Kéo đâu. Hỏi luôn, gấp rồi. Anh Tiên đang nôn rồi, giờ không lắm rồi. Kéo nữa nha. Để kéo rồi cho nó kỹ luôn á. Để kéo cách cho đàng hoàng đi. Để chị Quyền đây. Ừ. À, thấy chị Quyền ta tỉ mỉ không? Làm từ từ ha. Đẹp quá mấy con ơi. Có nào cho chú không? Rồi, cho chú cái bọc. Rồi nó mở ra coi. Cho chị Quyền đi. Đâu chị Quyền mở ra coi. Chị Quyền mở ra coi. Chị Quyền mở ra coi. Bé Út rồi. Đâu chị Quyền mở ra coi. Mở ra coi. Lấy từ từ ra coi. Rồi. Rồi. Bé. Bé. Tiếp nữa. Sà bông. Rồi sà bông. Rồi. Cảm ơn Giang. Của hai đứa cháu. Thun. Rồi. Cục tóc. Cục tóc. Cục tóc. Tiếp tục đi. Nước hoa. Đó nước hoa. Phải không? Phải. Khui luôn chị Quyền. Kim tiền thảo gì kìa, phải không? Đũa. Đũa luôn. Ồ, ôi quá đi quý rồi. Xà bông. Xà tắm. Xà tắm. Chén. Trời ơi. Ồ, quá dữ rồi. Ở đây rồi, cái đó đồ kẻ mắt. Đồ phấn trang điểm. Phấn trang điểm. Rồi. Cái Quyền vui coi. Vàng, vàng, vàng. Cái Quyền cái đó để cha với mẹ mà được không? Vàng, vàng cưới, vàng cưới. Khui đi, chị khui luôn đi chị Quyền. À, căng à. Vàng, 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 vàng. Vô mánh rồi. Rồi rồi rồi. Thiệt luôn. 1 2 3 mở ra coi. Rồi. Wow. Phong thiệt, phong thiệt luôn. Đâu quay. Đem đây cho Quyền, đem đây. Quay qua, quay qua. Mở ra. Wow. Rồi xem đây nè. Cầm anh Tiên, Tiên cầm đi Tiên. Rồi đeo luôn. Kim cương thiệt luôn. Đó là vàng vàng thiệt, nó thiệt cái vàng của trắng. Không, cái này vàng à, vàng ấy. Vàng thiệt á. Vàng vàng á, vàng trắng. Hình như một cái viên 81 rồi kìa. Cầm cá, cầm cá có cái gì? Viên nữa là 54 carat. Wow. Ôi. Cái đó là đá. Nó chói cô kìa. Đá 10 ly rồi. Đá 10 ly á. Đá 10 ly á. Quá chói rồi. Kim cương luôn rồi. Cái này rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Trời đẹp cô chú anh chị ơi. Viên 54 carat. Rồi cái này cũng thông báo quý cô chú anh chị luôn ha. Đây là đôi bông cưới nha. Vô bánh rồi. Quá trời đôi bông lấp tánh luôn rồi. Chị này quá tốt bụng rồi.
Rồi tiếp tục của anh Tiên nữa. Khui ra coi, hộp kia. Không có, còn trong kia nữa. Mọi người. Còn nữa khui đi chị. Nè, chị chỉ tặng đeo bông cho chị Quyền luôn nha. Tiếp tục, chị Quyền khui đó coi cái gì. Đó là lắc hay gì đó. Khui luôn chị Quyền. Được. Cái gì? Rồi, tiếp tục. Đồng hồ. Wow. Đồng hồ luôn. Nè, trả lại. Đồng hồ chị Quyền luôn nha. Trả đồ cho sinh nhật ngày cưới nè. Còn Quyền Tiên đó kìa. Đẹp rồi nè. Xuất sắc luôn chị ơi. Con. Đây là đồng hồ của chị Quyền nha, đồng hồ cưới nha. Đồng hồ cưới luôn, bỏ vô. Đồng hồ nè. Quá đẹp luôn. Đâu đồng hồ ơi. Ồ, đồng hồ luôn. Đồng hồ nữ nha. Đồng hồ nữ nha. Rồi. Đây nha, cả nhà. Quá vô rồi. Đồng hồ nha. Còn gì nữa? Hết rồi. Vợ vợ là có đai bông cưới rồi đó. Rồi với cái đồng hồ. Có đai bông có đồng hồ rồi. Rồi tiếp tục. À. Tiếp tục. Rồi, anh Tiên cô Tiên. Cắt đàng hoàng nha, tới ngày cưới mới đeo nha. Rồi tới cái đó là vậy đó. Để vợ cô. Anh cô luôn đi Tiên. Đó, được cái bông rồi, cái đồng hồ nữa chị. Ừ. Sao vợ có đai bông đồng hồ mà buồn hiu vậy trời? Phải vui chứ. Mừng cho vợ chứ. Quá đẹp rồi. Lấy kéo đâu. Chị Quyền nhớ giữ lại cái đồ kia để cái đó sẽ còn tắm con, để tắm cho nó thơm đó. Rồi để qua bên đi. Rồi chị Quyền cô cái đó luôn đi chị Quyền. Đó chị Quyền ơi, tiếp tục chị Quyền ơi, quá đẹp Hàn Quốc rồi. Cái đó đồ cục tóc á con. Cục tóc cho hai đứa đó. Quá chất lượng luôn rồi. Quà hôm nay là quà chất lượng không à. Ừ, quà chất lượng luôn rồi. Quà ý nghĩa nha quý cô chú anh chị. Chị cho từ trang điểm tới ăn cơm rồi tới đây trang sức luôn. Lấy ra đồ coi. Rồi luôn. Dở từ túi đồ coi. À của chị Quyền quá. Dở qua đây. Đồ đó của chị Quyền hay gì đó. Không, rồi của mày vợ vậy. Vậy? Đâu khui coi chị Quyền. Đây coi này cái gì đây coi. Tóc giả. À, tóc giả. Thì gắn cho anh Tiên hả? Thì gắn cho anh Tiên. Khui đây. Thôi chị Quyền coi nó coi cái tóc của ai. À, cái cài tóc. À, cài tóc. Cài tóc. Đây, cài cho con nè. Rồi, cài ơi. Cái đầm. À, cái đầm. Rồi, đầm này mặc đám cưới luôn, còn gì nữa đúng bài luôn rồi. Qua chị Quyền. Quá đẹp luôn. Tiếp tục coi. Đầm mặc đám cưới. Mấy tóc vậy đó. Sao rồi lên coi. Cài lên hai chị em cài lên cho đẹp coi. Rồi đó đồ bộ. Quá đẹp luôn. Rồi. Ở dưới gì nữa? Đồ bộ luôn. Đồ bộ ha, rồi đồ bộ đi luôn đi. Đeo cái lại coi. Để lên coi coi. Cái đó hai chị em đeo đi. Cái đó cho cha con đó. Rồi khui coi coi, khui đó luôn coi. Mới đúng á. Quay trước, quay trước. Quay trước, quay về trước. Quay ngược lại, quay ngược lại. Quay ngược lại. À đó. Quay ngược lại, vậy đó. Cái đó để cho anh Khoa chàng lùng mượn ra đeo. Rồi đúng rồi, quay ngược lại đó. Rồi chụp lên. Không có, quay ngược lại, con quay ngược lại. Mặt trước là đúng rồi đó. Không phải, không, ngược lại. Em máy. Trong cái đó có ghi tờ giấy gì ra, đưa em coi nữa coi, lấy đồ ra đi. Đưa em coi nữa coi, cái đó gì vậy? Cho mẹ vợ quá. Ngoại rồi, mẹ vợ. Gửi bà ngoại một bộ, bà nội một bộ, đám cưới. À, bà wow. Okay. Vậy là cái đó của bà nội một bộ, bà ngoại một bộ. Đó, nha, mặt đám cưới đó. Thì cái món quà của chị rất là ý nghĩa. Quá ý nghĩa luôn. Cả gia đình luôn, hai bên gia đình luôn nha cả chị. Đó, mới tóc đẹp đó. Đó, kìa đứa kìa. Quá vui rồi. Quá vui luôn. Trong cái món quà này thì có hai cái món là nói chung là cái món quà cưới. Có đó là chiếc một cái đồng hồ với lại một cái đai bông. Rồi anh Tiên sao sò đi. Rồi sò luôn. Thì anh Tiên. Anh Tiên có bộ đồ đó. Hả? Tiên có bộ đồ được rồi. Tự nhiên mà buồn hiu vậy trời. Sao buồn là sao? Khóc luôn rồi. Vui quá hay sao anh Tiên? Chị khóc rồi. Đánh đi. Hả? Ngủ thì sao mà ngủ sao mà vậy, hai với đứa con thì vui, vợ vui, còn con anh là buồn à. Rồi khi nào là mình sẽ tổ chức cái này anh cũng nói trên lên luôn đi. Ở đây là đám cưới thật sự chứ không phải là đám cưới là kịch bản hay là cái biên soạn gì hết á. Anh cứ nói bình thường đừng có lắc đầu, ở đây là thật sự. Nói chung là cái bữa tiệc. Cái này là bữa tiệc ra mắt thôi. Đồ đạc người ta cho hết trơn rồi đó. Đồ đạc người ta sắm sửa cho hết trơn. Rồi khi nào làm nè, nói luôn nè. Bộ hết rồi đó. Giờ mẹ vợ xuất diện hay sao? Dạ. Bây giờ đám cưới cho mẹ vợ
diện bao hết. Rồi. Là đám cưới mình sẽ tổ chức ở đâu? Bên vợ. Bên vợ luôn ha. Nhiều mâm? Không biết. Không, mình, thôi. Mình chỉ làm một mâm cho gia đình nhanh ra mắt thôi. À, cho vui vẻ thôi. À, tại vì mình làm để cho có cái hình thức cho vui cho anh chị. Cái đó cho ba con, anh con cho ba con có máy đang làm chú rể đó. Giờ của công ty tiên thử rồi. Là đang nhập viện ở bệnh viện Long Phú. Thì khi nào là bắt gái xuất viện thì bắt đầu là anh em mới chính thức là làm một cái mâm cơm để cho cái đồng hồ đấy là cưới nhỏ cho anh đeo đeo thử rồi đẹp không? Ừ, đeo tay luôn, đeo bông kìa. Đâu ra đâu chị đeo thử. Đeo tay vừa không? Vừa không, đang cho thâu mắt lại. Anh Tiên lại đeo thử cái đầu bông để cho chị Quyền coi biết đâu anh không vừa thâu mắt lại. Đeo thử coi, đâu lại làm thử đi rồi tôi đang chỉ cho. Tiên giờ sợ trang sức lắm. Không có, anh cứ đeo bình thường đi, cái này là thật sự chứ còn ngoài ra ai nói gì đem chịu cho. Không biết đeo luôn. Cái này là chị rồi chị Quyền đeo đi chị Quyền. Đồng hồ quá trời đẹp luôn kìa. Đeo thử vừa không vừa ra ngoài thâu lại. Lỡ vậy có biết coi đồng hồ không? Chị Quyền á. Đồng hồ phải nói thêm rồi, không nghe tới rồi. Tới. Dư rồi, phải thâu lại. Cái này ra chợ á. Chị đeo vô thử coi chị Quyền. Đó. Đó quay ra ngang vậy nè. Không biết đeo hả? Dư. Nó dư mắt rồi, nó bị dư mắt. Đeo một mắt cái dư luôn nè. Đeo bông hồi nãy đeo vừa không? Đeo đẹp á, đeo bông mới đẹp á. Rồi, anh Tiên, bữa hổm có chị Thúy Nguyễn đó gửi 1 triệu để mua bếp ga với mua bình ga, nhưng mà có để lại làm đám cưới đó. Nhưng mà thôi hôm nay em cũng trao cho anh luôn ha, 1 triệu thì để nữa anh mua quà bánh làm đám cưới đó, mua mà thức ăn làm một mâm ha. Đó, rồi, của chị Thúy Nguyễn gửi cho Quang nè ha, chào cho anh luôn ha. Cười liền. Vui liền. Vui liền. Rồi bây giờ nè anh Tiên, anh cảm ơn chị đi. Em cảm ơn chị cho em đám cưới 1 triệu, chúc chị buổi sáng làm ăn phát tài tiền vô ký ký, khỏe 100 tuổi. Rồi bây giờ cái điều đặc biệt anh lại anh đeo thử cái đeo bông thử rồi đằng nữa là làm luôn. Anh đừng có ngại gì chứ, ở đây tôi em sẽ hỗ trợ. Ta cho đó. Mình đeo cái móc mới gì đâu. Không có sợ gì chứ á, đứng lên bình thường đi, ở đây tôi em sẽ hỗ trợ cho. Hỗ trợ cách đeo. Người vợ chỉ cho đeo. Đi anh, không có sợ nữa, ở đây em làm. Bé Quyên xích qua bên để cho cha tiến lại đó để mà làm để mà thay mặt cho gia đình cảm ơn chị Thúy Nguyễn nha. 1 triệu chị để chú chị em cũng trao cho anh Tiên. Rồi để anh Tiên nữa mua thức ăn là đám cưới. Chị Quyền đem đi thử coi. Đây bông là có thương hiệu luôn á, mua trong cửa hàng có tên này kìa. Đem đi để biết khắc phục. Anh đeo đồng hồ vô cho chị Quyền đi. Để biết là như đồng hồ là chị trả đi ra ngoài thâu lại. Người chị là cho. Chị nhẹ tay. Sọt vô cái lỗ. Cái gì nó gần chạy là biết sọt vô này luôn ta. Sọt qua luôn. Sọt vô, sọt vô. Sọt vô rồi đó. Sọt qua luôn. Sọt qua hết luôn. Bập hả? Bó tay rồi, bó tay. Sọt qua được rồi luôn rồi đó. Sọt qua cái lỗ luôn. Thơm. Thơm ha. Ừ. Thơm ghê. Cái xà bông đó là trong ngày đám cưới á. Rồi. Đó, vừa luôn đó, em gái nha. Cũng hơi rộng chút xíu thôi ha. Rộng thâu một mắt. Rộng nữa thâu lại. Rồi đeo bông cho vợ coi. Anh đeo đeo bông cho vợ luôn. Tập đeo thử coi. Cái này là cưới ông đeo cho vợ chứ. Anh đừng có sợ, tại vì cái này á là thật sự á là quà thật sự chứ không phải là quà là diễn kịch. Anh cứ làm đi. Mà đúng đem đeo à. Vợ làm đi rồi em gái ở đây hỗ trợ. Cho chị kéo ra hay gì mà. Không, dặn. Dặn từ từ ra. Wow, này đeo viên kim cương 12kg luôn hả? Không, cái này là chỉ là bật ý thôi. Đó. Nói để cho khán giả hiểu, đây là bật ý. Thì cái viên đó là đá ruby. Trắng cho mấy ruby. Son bạc thiếu. Nói chung là cái cặp đó là trị giá là 300 triệu đó. Mỗi một bên là 150 triệu. Không. Rồi, ngon lành luôn rồi. Nói ngon 150 triệu không ra tỉnh vàng bán báo nữa. Cái này không phải nha. Cái này chỉ là món quà ý nghĩa thôi nha anh Tiên. Nghe chị. Rồi làm từ bên đi. Rồi rung xíu thôi anh Tiên à.
Anh Tiên vô đeo, anh Tiên chạy làm kỳ gì? Sò dữ vậy trời. Không biết. Không biết, anh cứ đeo đi, ở đây đem chị tụi em chỉ cho. Cái này găng hay tự tin lên. Rồi cái này sọt vô khỏi. Sọt vô cái là vậy à. Rồi sọt cái đang ấy vô. Nó khớp. Đâu chỗ trái tay đó. Chứ không phải khớp dặn, sọt phía sau rồi gắn vô. Gắn cái đó trước rồi phòng vô, anh Tiên làm mới được. Còn không thôi vợ tự đeo luôn rồi. Rồi luôn, tự đeo luôn. Gì anh Tiên làm gì kỳ vậy? Rồi. Bỏ qua rồi gắn vô thôi gì đâu. Ê trời, đâu anh làm vậy trời? Không biết đà mà. Gắn giùm đi Kim Anh. Rồi gắn vô không gắn gì chứ. Tự có biết làm rồi. Ừ. Quá. Sao gắn vô? Sơm vô không gắn. Sọt vô luôn. Sọt vô luôn à. Sọt nhẹ nhẹ vô. Không sao á. Nó đẹp rồi. Cái này là thành cua dâu rồi. Đang đeo. Đẩy vô rồi, đẩy vô. Cái em chồng kìa. Quá trời đẹp lắm rồi. Đánh liền. Đẩy vô để cứng cứng cho. Mới quen này quen. Không được à. Mà bên hỗ trợ chứ gì hết. Chị quen mà chúng ta mà có được bộ dòng xi men đeo bằng đẹp này. Ôi ôi, sướng bơn đơ luôn. Đó. Ủa sao mà bữa nay anh kỳ anh Tiên? Buồn ngủ rồi. Ngủ sao ngủ. Thôi mà, buồn ngủ anh có gì cứ nói thẳng trên kênh đi. Bình thường. Sáng giới đều sợ gì? Rồi, ngước lên. Đẹp, đẹp, đẹp. Quá đẹp luôn ha. Quá đẹp luôn. Đẹp đẹp. Quà cưới nha. Quà cưới. Nữa có gì nữa thâu cái cọng dây đồng hồ lại xíu. Ra thợ á. Quá đẹp rồi. Nữa ra tiệm á chị. Làm lấy đưa 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 lên cái đưa lên chụp hình lại cưới luôn. Ồ. Quá rồi. Đây coi đẹp không? Người nín thinh gì vậy trời? Rồi có mong muốn gì có cái gì không nói đi. Anh cứ nói thẳng trên kênh đi. Có gì không? Có gì á? Ước gì đó nói luôn. Hay là anh có cái nỗi buồn gì anh cứ nói luôn. Sợ kìa, nó mới bị chữ đó kìa. Sao bị chửi phải không? Đấy, cái đồ này của Mạnh Thường Quân người ta cho cho mình mà. Rồi. Cái này là của Mạnh Thường Quân người ta cho mà chứ không phải tụi em này đâu. Rồi em sẽ nhắc lại cho anh luôn. Cái quà này là quà từ chị Mộng Nhi. Em đã nói với anh rồi. Trước khi khui là em đã nói rồi. Đồ này là đồ cưới thật sự chứ không có dàn dựng không gì trơn. Anh cứ nói thẳng trên kênh luôn. Ta tặng thì đeo tao mất mấy nhóc quà trơn nè. Rồi Tùng Lê cũng nhắc lại luôn, đây là cái lễ cưới từ chị gái ở Sài Gòn nha quý cô chú anh chị.